Em chào mấy anh chị thân yêu của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một cái nền ở dự án Phaitan Eco City, đường D1, có cái view hồ cánh sen nên rất là đẹp. Hiện tại thì trên tuyến đường D1 ở dự án Phaitan Eco City có khoảng 4 cái nền đang bán. Sẵn tiện ở đây thì em tóm tắt lại cho anh chị tiện tham khảo luôn. Cái nền ở xa hồ cánh sen nằm ở gần cổng 85B thì bán với giá là 2.750.000. Còn hai cái nền nằm ở gần hồ cánh sen có nền bán với giá là 23.000.000 một mét vuông, có nền bán với giá là 24.000.000 một mét vuông. Còn cái nền này em đang giới thiệu cho anh chị thì có cái view ngay hồ cánh sen luôn, có diện tích là ngang 6, dài 21, tổng diện tích là 126 mét vuông, có luôn cái lối đi thoát hiểm 4 mét ở phía đằng sau. Cái nền này thì bán với giá là 3.150.000, tính ra là 25.000.000 một mét vuông. Mấy cái nền này đều đã có sổ phòng riêng hết rồi, nên anh chị nào mà có nhu cầu thì anh chị liên lạc với em nha.